Đầu tháng 9, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fecon đã ban hành nghị quyết số 62/2021, nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài với đợt phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán. Ngày 27 tháng 9, Công ty Cổ phần Thi công Cọc và Xây dựng Fecon chính thức hoàn thành đúng tiến độ dự án nhà máy điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1 tại tỉnh Bạc Liêu. Chiều ngày 23 tháng 9, phần mềm quản lý dự án PMS đã chính thức được Fecon khởi động triển khai. PMS được kỳ vọng sẽ giúp xây dựng một nguồn dữ liệu chuẩn và duy trì về công tác quản lý, điều hành và triển khai dự án kinh doanh trong hệ thống Fecon. Bản tin Fecon tháng 9 bao gồm những thông tin chi tiết sau đây. Mời các bạn cùng theo dõi. Ngày 6 tháng 9, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Fecon đã ban hành nghị quyết số 62/2021, nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán. Theo đó, Hội đồng Quản trị chấp thuận việc phát hành 32 triệu cổ phiếu phổ thông theo hình thức phát hành riêng lẻ với mệnh giá 10.000 đồng trên một cổ phiếu. Đồng thời quy định về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt phát hành phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu sau: là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng được tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán năm 2019. Hội đồng Quản trị cũng quyết định sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 416 tỷ đồng vào hai nhiệm vụ là bổ sung vốn lưu động, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ các khoản vay tới hạn. Ngày 8 tháng 9, Công ty Cổ phần Công trình ngầm Fecon đã ký kết hợp đồng mới gói thầu thi công cọc xi măng đất CDM tại dự án phát triển khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Gói thầu bao gồm 640 cọc xi măng đất với tổng chiều dài thi công khoảng hơn 14.000 m dài. Đây là dự án mà FDB đã trúng thầu từ nhà thầu chính là Công ty 105 với nhiều gói thầu thi công khác nhau, sau đó bàn giao lại cho FCU thi công gói thầu cọc xi măng đất CDM. Hiện tại, FCU đã đưa một dàn máy khoan CDM cùng đội ngũ nhân sự gồm 3 kỹ sư đã từng làm việc tại các dự án CDM lớn tại nước ngoài với đội thi công dày dặn kinh nghiệm để thực hiện dự án. Công ty đang gấp rút hoàn thiện công tác lắp dựng và nghiệm thu thiết bị trước khi đi vào thi công, dự kiến sẽ triển khai thi công trong vòng 2 tháng. Nhân sự trước khi bắt đầu công việc đều được yêu cầu phải cách ly tại nhà 14 ngày để đảm bảo an toàn trước dịch COVID-19. Ngày 20 tháng 9, dự án khách sạn 5 sao Golden Hotel Đà Lạt với quy mô 2 hầm, mỗi hầm 5.000m2 và 5 tầng nổi với diện tích 2.000m2 đã được Công ty Cổ phần Cọc khoan và Kết cấu ngầm Fecon FDB chính thức cất nóc. Dự án này Fecon giao cho FDB đảm nhiệm thi công từ tháng 4 năm 2020 với các hạng mục thi công bao gồm thi công tường vây, hầm, thân và hoàn thiện cơ bản. Do đặc thù địa lý của Đà Lạt, nơi đây hàng năm đều có quá nửa thời gian là mùa mưa nên công tác thi công gặp không ít khó khăn. Kèm theo đó là những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 khiến ban điều hành dự án gặp nhiều trở ngại trong việc huy động vật tư và nguồn lực phục vụ tại đây. Tuy vậy, ban điều hành vẫn đưa ra các giải pháp kịp thời để đẩy nhanh tiến độ. Anh em kỹ sư tại dự án đã hạ quyết tâm ngày đêm bám sát công trường, không ngừng tìm ra các giải pháp thi công hiệu quả, đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng chống COVID-19, khắc phục khó khăn và giảm thiểu rủi ro nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công cho công trình. Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Công ty Cổ phần Thi công Cọc và Xây dựng Fecon FPL chính thức hoàn thành đúng tiến độ dự án nhà máy điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1, gói thầu HB5XL03, thi công cọc móng tua bin tại xã Vĩnh Hậu và xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Tại dự án này, FPL đảm nhiệm thi công 13/26 cọc và 13/26 móng trụ tua bin, chiếm 50% tổng khối lượng cọc và móng trụ tại dự án, với tổng giá trị hợp đồng là 148 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên khắp cả nước và các tỉnh phía Nam, việc đưa dự án về đích đúng tiến độ là kết quả của sự nỗ lực rất lớn từ ban lãnh đạo công ty, ban điều hành dự án, các anh em cán bộ công nhân viên và công nhân công ty FPL. Lường trước những khó khăn do ảnh hưởng của mùa mưa và giá cả nguồn cung leo thang, ngay những ngày đầu thực hiện dự án, ban lãnh đạo FPL đã ưu tiên tạo điều kiện để ban điều hành đưa ra những giải pháp phù hợp, quyết liệt, giúp khắc phục khó khăn, vừa đảm bảo an toàn chống dịch cho anh em, vừa đáp ứng tốt chất lượng thi công và hoàn thành đúng tiến độ dự án. Chiều ngày 23 tháng 9, phần mềm quản lý dự án PMS đã chính thức được Fecon khởi động triển khai. PMS được kỳ vọng sẽ giúp xây dựng một nguồn dữ liệu chuẩn và duy trì về công tác quản lý điều hành và triển khai dự án kinh doanh trong hệ thống Fecon, tạo điều kiện thuận lợi cho phép nhập dữ liệu và truy cập thông tin tại bất kỳ đâu một cách an toàn và thuận tiện, từ đó giảm thiểu các rủi ro trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tính chính xác và mang lại hiệu quả cao trong công việc. Theo kế hoạch,
phần mềm quản lý dự án PMS được chia thành hai giai đoạn triển khai. Cụ thể, giai đoạn 1 triển khai thử nghiệm gồm các tính năng cơ bản, thiết lập cấu trúc dự án, danh sách nhân sự dự án, lập kế hoạch dự án, cập nhật khối lượng dự án, nghiệm thu với nhà thầu, khách hàng, báo cáo cho từng dự án, sau đó chọn mẫu 2 hoặc 3 dự án điển hình để áp dụng thử nghiệm và đánh giá. Giai đoạn 2 triển khai đầy đủ các tính năng quản lý dự án còn lại như quản lý chi phí, quản lý nguồn lực, quản lý công việc, tài liệu, hồ sơ dự án, quản lý chất lượng, an toàn lao động, quản lý phát sinh và rủi ro, báo cáo cho toàn bộ các dự án của công ty. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vừa qua, công đoàn công ty đã có những chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ cán bộ công nhân viên gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, trong đó kể đến việc phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng 59 phần quà an sinh, nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt. Ngoài các xuất quà an sinh, công đoàn cũng lựa chọn 17 trường hợp khó khăn trình ban lãnh đạo công ty hỗ trợ chi phí thêm. Các đối tượng hướng đến là những người lao động có thu nhập thực lĩnh trong tháng bị suy giảm, người lao động là F0 hoặc bản thân có bệnh hiểm nghèo, người phải thực hiện cách ly tập trung hoặc trong khu vực phong tỏa dẫn đến việc ngừng việc kéo dài. Mức hỗ trợ được trao cho mỗi trường hợp là 6 triệu đồng bao gồm tiền mặt và hiện vật. Những hỗ trợ kịp thời của công đoàn công ty không chỉ đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng của người lao động mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ban lãnh đạo đối với cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Fecon. Ngày 16 tháng 9, Đoàn Thanh niên Fecon đã trao tặng học bổng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định với số tiền gần 50 triệu đồng. Trong dịp này, Fecon đã trao 109 suất học bổng với tổng số tiền hơn 29 triệu đồng cho các em học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh năm học 2020-2021 và các em học sinh nghèo vượt khó thuộc hai trường tiểu học và trung học cơ sở. Fecon cũng trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho trường mầm non Yên Phú để phục vụ cho việc xây dựng và mua sắm thiết bị, phục vụ giảng dạy cho nhà trường. 10 triệu đồng còn lại được Đoàn Thanh niên Fecon trao tặng cho Đoàn Thanh niên xã Yên Phú để phục vụ cho công tác tổ chức trung thu cho thanh thiếu nhi trong địa bàn xã. Hoạt động này là một trong những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp đã được người Fecon duy trì trong nhiều năm qua.